Hiện tại chúng ta đang đi trên đường Monster. Đây là tuyến đường một chiều dài khoảng 2.700m, bắt đầu từ đường Võ Văn Kiệt ven rạch Bến Nghé thuộc quận 1 và kết thúc tại đường Trần Quốc Toản thuộc quận 3. Đường Buster và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là hai con đường chạy song song và lưu thông ngược chiều nhau tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu đoạn đường từ đường Võ Văn Kiệt Bến Chương Dương trước đây đến đường Lê Lợi ngày nay là con kênh do người Pháp đào thông ra rạch Bến Nghé để thoát nước. Hai con đường cặp theo kênh cũng được xây dựng và đặt là đường số 24. Năm 1865, một đường được đặt tên là Olivier và đường kia là Pèlerin. Về sau người Pháp lại cho lớp kênh, hai con đường nhập thành một và mang tên đường Pèlerin. Bên cạnh đó, Sài Gòn lúc này cũng có một con đường được người Pháp đặt tên là Pasteur, là con đường nối từ bờ sông Sài Gòn đến trước cổng bệnh viện quân y tức bệnh viện Grand, sau là nhà thương Đồng Đất và nay là bệnh viện Nhi Đồng 2. Năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên đường Pèlerin thành đường Pasteur, đổi tên đường Pasteur cũ thành đường Đồng Đất nay là đường Thái Văn Lung 4. Năm 1975, chính phủ cách mạng lâm thời đổi tên đường Pasteur thành đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nhưng đến năm 1991, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định đổi lại là Pasteur như cũ. Ra cho rồi. Thôi.
không đuổi nhá. Công an nhỉ?
chưa? Đập hết xuống rồi.